Trong cái clip này, tôi sẽ thử sửa cái lỗi cảnh báo C5 trên ổ cứng. Đầu tiên tôi dùng cái phần mềm HD Turn Pro. Tôi chọn tới cái ổ mà tôi cần kiểm tra như ổ này chẳng hạn. Các bạn thấy nó đang có cái cảnh báo vàng C5 mới hiện như vậy. Hoặc khi tôi dùng cái phần mềm khác, cái phần mềm IDSorter này chẳng hạn. Đây, tôi sẽ đi tới cái thẻ Store này. Tôi chọn cái mục Smart nhé. Tôi cũng tìm đúng cái ổ tôi cần kiểm tra. Như các bạn thấy, cái cảnh báo vàng C5 nó cũng hiện cái dấu chấm than như vậy. Tiếp theo tôi sẽ thử dùng cái phần mềm HD Turn Pro để tôi sửa xem có được không. Tôi chọn vào cái thẻ EJR nhé. Sẽ tẩy đấy. Các bạn chọn là Redolphin này. Sau đó chúng ta bấm Start. Đây nó cũng hiện một cái cảnh báo này, chúng ta cần phải xóa bỏ tất cả các phân vùng ổ cứng ở cái đĩa, ổ đĩa mà chúng ta cần sửa đấy. Đây tôi lại vào cái Disk Manager này. Cái ổ tôi cần sửa là cái Disk 1 chẳng hạn. Các bạn làm những cái thao tác này là buộc các bạn phải làm chính xác nha. Nếu các bạn không làm chính xác là các bạn sẽ xóa nhầm sang cái ổ dữ liệu của các bạn. Các bạn phải làm hết sức chính xác. Đây. Nói về Unlocker thì các bạn sẽ làm được. Chúng ta tắt cái phần mềm này đi và trở lại cho chắc ăn. Đây, các bạn chọn đúng cái ổ cứng mà các bạn cần sửa. Các bạn làm như trong video. Bấm OK nhé. Quá trình này nhanh chóng tùy thuộc vào cái dung lượng ổ cứng của các bạn. Khá là lâu rồi. Đây, các bạn thấy là cái cảnh báo vàng nó vẫn còn này. Đó, trên chính phần mềm HD Turn Pro vẫn báo cảnh báo vàng nhé. Tôi thử reset lại. Rồi, sau khi reset tôi lại mở phần mềm lên, tôi kiểm tra cho nó như nào. Tôi mở Crystal này. Đây, ở cái phần mềm Crystal thì cái đĩa của tôi 250GB này nó vẫn báo cảnh báo vàng. Tức là cái lỗi C5 đấy nó vẫn còn nhé. Vẫn báo cảnh báo C5 này. Bây giờ tôi sẽ dùng một cái phần mềm khác. Tôi dùng cái phần mềm này Hattic Low Level Format. Những cái phần mềm này các bạn hoàn toàn tìm trên Google có hết. Này, tôi chọn đúng cái ổ đĩa mà tôi cần sửa. Ổ 250 của tôi đấy. Các bạn bấm Continue nào. Đây tôi kiểm tra cái Smart qua rồi. Các thông số của Smart qua rồi. Đây, sẽ làm tôi như vậy chẳng hạn. Sau đó chúng ta đi tới cái thẻ Low Level Format này. Các bạn bấm vào Format. Các bạn làm giống như trong video. Đây, có những cảnh báo trước khi Format. Lâu chóng phụ thuộc vào dung lượng ổ cứng của các bạn. Dung lượng càng cao thì các bạn sẽ mất càng nhiều thời gian.
Rồi, tôi đã format sau nhé. Kiểm tra qua các thông số thì tôi thấy chưa có cái gì đó đặc biệt cả. Vẫn thế thôi. Tôi sẽ tắt cái phần mềm này đi. Tôi cũng tiến hành khởi động lại máy. Đó. Sau khi khởi động lại máy đây, tôi lại mở cái phần mềm CrystalDisk nhé. Để tôi kiểm tra. Ồ, các bạn thấy chưa? Như vậy Crit của tôi đã bao boot nhé. X250i đã bao boot. Đó, các bạn thấy cái thông số về Power on sao và Power on hour này. Nó cũng vẫn giống hệt cái lúc chưa sửa chữa vẫn như vậy nhé. Cái trình này cũng không có gì đâu. Đấy, các bạn xem chính xác đây là cái đĩa mà tôi đã sửa cái lỗi cảnh báo vàng. Bây giờ tôi sẽ thử dùng một cái phần mềm khác để tôi kiểm tra xem nó còn cảnh báo vàng không. Trên IDR64 chẳng hạn. Chúng ta thấy cái thẻ Store này, cái mục Smart này. Các bạn có tìm đúng với cái ổ A250 đây. Đó. Đây, và cái cảnh báo C5 của tôi nó không còn hiện cái dấu chấm than này nữa. Trên HDD Turn Pro thì sao? Đây, cái ổ 250 ghi đây các bạn. Đấy, bên dưới ta thấy cái chữ OK này là ổ đã tốt rồi. Không còn cảnh báo vàng nữa. Như vậy với việc sửa cái lỗi C5 trên ổ cứng thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái lỗi vật lý của ổ cứng. Lỗi nhiều hay lỗi ít, hoặc là mới chớm bị lỗi hay là đã bị lỗi lâu rồi. Cái lỗi này thì không hẳn là làm như này sẽ sửa được, nhưng sẽ có ổ sửa được. Các bạn hãy thử áp dụng nhé.